Rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang ở cửa hàng Asset Audio chi nhánh Tân Bình. Thì bạn thấy là hiện tại mình đang đeo một cái kính VR của application, cũng như là mình đang đứng trong cái không gian, một góc nhỏ của shop Asset. Thì tại đây shop đã có trưng bày một số những cái sản phẩm của Sony, từ PlayStation 4 nè, cho tới tay cầm và cũng như là một kính VR mình đang đội trên tay ha. Thì bây giờ mình sẽ trên tay những cái đồ chơi của Sony, chẳng hạn là một kính VR nè, tay cầm, cũng như là tổ chức lưới 4, cũng như là chia sẻ những cái trải nghiệm của mình sau khi mình đã chơi thử một cái kính VR này, xem coi là nó sẽ như thế nào. Và đây là chiếc kính cực tế ảo VR các bạn ha. Thì hiện tại Asset Audio đang bán chiếc kính này với giá bán là khoảng 13 triệu đồng. Bởi vì là cái phiên bản này nó sẽ đi kèm thêm một cái cụm camera nữa, thì lúc mình sẽ nói sau. Còn nếu bạn nào mà không muốn có cái phiên bản và camera thì nó sẽ rẻ hơn là khoảng là 12 triệu. Thì toàn bộ cái chất liệu kính của VR này nó sẽ là một chất liệu nhựa, cũng như là nó sẽ có hai tông màu là trắng đen, đó sẽ kẽ với nhau. Thì đây là phần mặt trước của kính. Mình sẽ thấy là phía trước á, là chính giữa sẽ là một cái cảm biến để mà nó sẽ nhận tín hiệu của cái phần camera. Và xung quanh của cái phần viền trắng này á, thì sẽ là một số những cái đèn thông báo màu xanh. Đó hồi mình sẽ cho bạn xem luôn. Hai bên sẽ là của cái logo Lation ở đây ha. Và phía trên sẽ là đây là cái nơ để bạn có thể cố định cho cái phần đầu khi bạn đeo vào như thế này. Và đây là cái phần cao su mềm ở đây, nó tạo sự êm ái khi bạn đeo vào. Bên dưới sẽ là có một số những cái tính năng, chẳng hạn là có một cái loa nè, một cái nút bấm ở đây để mà điều chỉnh được cái khoảng cách của cái kính như này ha. Đây đó, mình sẽ điều chỉnh thế này ha, mình đè vào. Và chúng ta sẽ có thêm bốn cái nút bấm nữa, đây bốn bấm chức năng này nữa như thế này, mình sẽ để mà xem ha. Đó, thêm bốn cái nút bấm chức năng nữa, đây nằm đây, vuông, chéo, tròn, tam giác gì đó. Và đây là cái phần rộng nè, đây mình thấy không, thì nó sẽ có một cái phần dây đi như thế này đó, nó sẽ đi vào đây. Và cái phần dây này mình thấy là được làm nó cũng rất là ok. Ở đây sẽ có một cái bộ điều khiển nữa, thì đây là có nút nguồn nè, micro nè, và nút tay tăng giảm lượng. Và phía bên hông sẽ có thêm một cái cụm mic nữa. Và dây này mình thấy được làm rất là dài để mà bạn có thể đi trong nhà rất là thoải mái. Và đây là cái phần chia, đây là cái phần chia ra như thế này ha. Đó, và đây là kết nối lại cái kính và cái PlayStation 4, nó chính là như thế này. Rồi, thì mình thấy là cái phần wire nó sẽ có thêm cái đèn hai bên nữa. Và cái cục tròn tròn đây là nơi để bạn có thể điều chỉnh được cái độ rộng của cái wire. Bạn nhấn vào đây ha, sau đó bạn sẽ kéo, thì bạn sẽ kéo thì nó sẽ giãn ra như thế này. À, còn cái bánh xe ở đây á, là để bạn có thể siết lại cái vòng này sao cho nó chặt vào cái phần đầu của các bạn. Thì đó là phần bên ngoài. Còn cái phần bên trong này á, sẽ có là một cái quýt đệm ở đây. Đó, quýt đệm phải được một cái phần vân như thế này. Bạn bóp rất là sướng, ai bóp nhiều sẽ rất là sướng. Đây, đi nữa nè, cái qua bên trong cũng bóp rất là phê. Rồi, còn bên trong thì bạn sẽ nhìn thấy là cái phần kính. Đây là cái phần kính của cái VR Sony. Cái được chia làm hai bên như này ha. À, thì còn đây để bạn vào cái sóng mũi, thì mình thấy là khi mình đeo vào nó sẽ vẫn tạo được một cái khoảng hở sáng nhỏ, chắc là mình nghĩ là để mà cái người đeo thì họ có thể nhìn thấy được là mình đang đi đâu. Rồi, thì đó là sơ bộ về phần cái kính VR của Sony. Thì mình sẽ nói thêm một chút xíu về chi tiết của cái kính này ha. Thì chiếc VR nó sẽ có màn hình độ phân giải là 5.7 inch, mà nó sử dụng công nghệ là OLED, độ phân giải là Full HD, và nó sẽ được chia ra mỗi bên là 960x1080. Và mình thấy là cái kính này á, nó còn một cái đặc điểm nữa rất là ngon, đó chính là nó sẽ có một cái tần số quét lên tới là 120Hz. Điều này giúp cho bạn có thể gọi là trải nghiệm game nó sẽ gọi là mượt mà hơn. Đó, rất tuyệt vời. Thì đó là về phần kính của cái kính VR này. Và đây là cái bộ chỉnh tín hiệu bạn ha. Đó, nó sẽ được chia làm hai phần như thế này. Và mình có nói đây là cái phần chia nè. Đó, nó sẽ chia ra, nó sẽ nói vào. Thì cái cục này nó đảm nhiệm cái vai trò là nó sẽ gọi là xử lý tín hiệu từ chiếc PlayStation 4 ở đây ha. Đó là chiếc PlayStation 4 nè, nó sẽ chuyển qua cái kính VR ở đây. Thì bạn thấy là tại đây shop Asset có trưng rất là nhiều những cái đĩa PS4. Thì mình thấy là cái khối tài sản này nó trị giá là cả 100 triệu, cho nên là bạn qua đây thì bạn phải cẩn thận, bởi vì không được mang về, mang về sẽ là hậu quả rất là lớn. Rồi tiếp theo là chúng sẽ có một cái tay cầm PlayStation. Đó, rất tất nhiên rồi, chơi thì phải có tay cầm thôi. Và bây giờ mình sẽ quay sơ cho một chút xíu về cái chiếc PS4 rồi ha. Nó chia làm 3 phần như thế này. Đó. Và đây là cái phần đế tản nhiệt cho cái chiếc PlayStation 4 để mà nó mát hơn, bởi vì khách vô trải nghiệm rất là nhiều. Bởi vì cái dàn này là mới có xếp tấp xong thôi, mình là thằng đầu tiên để mà trải nghiệm cái dàn này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay tổng thể lại cho bạn xem về cái không gian để mà bạn có thể trải nghiệm được cái kính VR ha. Đó, như thế này. Đó. Rồi, nghe đồn là shop đang có cập nhật cái những cái nội dung 18 cộng nữa. Rồi, ok. Và đây là một cái thành phần nữa không thể thiếu cho cái bộ kính VR, đó chính là về phần camera. Thì các bạn cũng biết á, nếu mà bạn mua kính VR này về mà không có cái phần camera này á, thì bạn chỉ có thể trải nghiệm được những cái bộ phim video
mà nội dung 360 thôi, chứ mà để mà là trải nghiệm game mà toàn cảnh á, thì bắt buộc là bạn phải có cái kính camera này. Thì nó sẽ xử lý, tức là bạn thấy là sẽ có hai cái cam ở đây ha, và nó sẽ bắt sóng tín hiệu từ cái kính VR mà có cái phần trung tâm phía trước mình nói ban đầu á, đó nó sẽ nhận. Thì đây là cái phần camera nè, đó được thiết kế cũng rất là gọn gàng. Thì bạn chỉ kẹp vào cái phần thanh trên của cái TV nhà bạn mà thôi. Đó, đây ha, sẽ có hai phần camera ở đây, việc là một chiếc đựa nhựa, và sẽ có một cái cục dây nó sẽ nối xuống của cái phần bộ sử trung tâm và chiếc license 4. Rồi thì bây giờ mình sẽ hành đeo kính VR này vào cho bạn xem coi ha. Thì bây giờ mình sẽ nếu mà lúc này để mình điều chỉnh được cái độ rộng của cái quai của kính VR này, mình sẽ đeo vào. Rồi thì sau khi mình đeo vào á, thì bạn nên nhớ là phía sau này á, nó sẽ có một cái bánh xe và cái việc xoay lại đó mình nghe cái này, thì bạn xíu cái nào mà bạn có thấy là nó đã chặt bằng cầu rồi thì thôi. Tiếp theo là bắt đầu mình sẽ tiến hành chơi game. Thì không gian này mình thấy là nó cũng khá là dài, cho nên bạn có thể gọi là di chuyển ở xung quanh các khu vực của không gian này cũng rất là tiện lợi. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử. Một là bạn có thể xài những cái nút bấm trên cái tay cầm, hoặc là bạn cũng có thể xài những nút bấm bên dưới. Nhưng mình thấy là những nút bấm bên dưới này thì bấm rất là khó khăn, cho nên là bạn cũng sẽ xài cái tay cầm. Bây giờ mình sẽ thử chơi một cái demo của cái chiếc VR này có sẵn. Rồi, okay. Thì trong cái chuyện chờ game thì mình thấy là cái cảm giác khi mà đeo của chiếc VR này vào cái đầu á, thì nó rất là thoải mái. Tại vì nó giờ những cái phần bọc cao su cũng như là cái phần đệm á, phần bút ở đây, cho nên là khi mà đeo á, trong cái chân trong thời gian dài á, thì cũng rất là thoải mái. Cũng như là mình đã nói á, là cái phần sóng mũi ở đây á, nó sẽ có một bản thở sáng nhỏ để mà bạn có thể gọi là nhìn được bên dưới là mình đang đi đâu. Ok, bây giờ mình sẽ vào một cái nội dung của làm sẵn bản demo. Thì nếu mà bạn mà ngày mai hoặc là những ngày sắp tới á, thì bạn có thể qua đây, thì IZ sẽ tập được một số những cái nhiệm vụ khác để bạn chơi. Rồi bây giờ mình đã vào game ha, bây giờ mình sẽ thử hết đồ zone nha. Rồi thì mình thấy là bây giờ mình đang trước mặt mình là một cái chiếc xe tăng và to lớn. Mình sẽ thử. Thì trên cái màn hình đó, nếu bạn nào mà không thấy thì mình giơ lên thì nó sẽ có hiện một cái cảm cho mình biết là bạn đang dưới lúc nào. Để chơi game coi nha. Game mình như cái đầu này mình thấy là nó cũng không có quá nặng đó. Rồi ok, thì mình ghi này á, thì khi mà mình để cái tay cầm lên thì mình thấy là nó sẽ hiện một cái tay cầm trước mặt mình luôn. Rồi nó kêu mình là giữ nút gì ở đây đó. Rồi mình sẽ làm cái hướng dẫn của cái tay cầm, xem những yêu cầu. Được. Thì với khi mình đeo cái nhà bảo thì coi như là mình đang ngồi trong một cái buồng lái, thậm chí là mình xoay như thế này nha, mình sẽ được cái ghế từ đầu nè, cái phần lo cũng như là những nút bấm nè, mình giữ trái nè, rồi mình sẽ có cái màn hình rất là nhiều, mà những cái tay cầm ở đây nha đó, và cũng như là có hẳn trên đây hai cái tung ra và tung thắng gì đó, một cái tay cầm nữa. Nói chung là khi bạn mua cái kính VR này rồi á, bắt buộc bạn sẽ phải mua cái phần cam ra đi kèm thì để bạn thể được còn cảnh là 360. Còn nếu mà không có thì coi như là bạn sẽ gần như là không thể chơi bất kỳ một cái game VR nào của Sony. Bây giờ mình sẽ đây ha. Yeah. Nói chung là chơi game mà còn được chơi mọi thứ có ghế cam thủ thì sẽ xuống. Không là nó còn thiếu cái massage thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ điều khiển. Thì mình nhìn tới đâu thì trên cái tivi cũng sẽ hiện như vậy đó. Rồi đây mình nhìn cái này ha, nó sẽ hiện một cái tay cầm sẵn như tụi biết luôn. Wow, mình nhìn lên là cũng thấy được cái trần nhà luôn các bạn ha, rất là đẹp. Đây nói chung là cái game này nó bột bóng rất là thực tế, và chúng ta thấy được cái bóng sáng ở bên dưới nè, chúng ta có những cái màn hình xung quanh và mặt trời luôn. Tuy nhiên thì những bạn nào mà có cái đầu yếu á, thì nghĩ là chơi game này trong thời gian dài thì rất là dễ nhức đầu. Và nhờ cái màn hình con có thể số quét cũng đấy là 150 nhạc, cho nên là khi mà chị đi ở như này á, và cũng như những cái hoàn cảnh của em, thấy là nó chơi rất là đẹp. Sẽ bài ở đây. Bắn nè. Đó, bây giờ đang rất là thì khi mình bắn thì nó sẽ rung lên, cái đạn nó sẽ rung lên. Thì đây là cái nòng súng là bạn đó, mình đang chỉ là súng, không biết thì bạn nó ngoài thì chắc mình nghĩ hùng sẽ bị bắn mình đang nghe á, đây là mình đang chỉ ngay cái nòng súng luôn á. Ok, bây giờ mình đang hướng đầu mình vào cái bầu trời vì sao, cũng như là rất là nhiều những cái tàu bay xung quanh.
mình nghĩ là những người xung quanh mình cũng phải được chắc chắn mình đang làm như là một luôn. Nhưng mà khi mà ngồi vào cái vị trí của mình đó, thì mình sẽ thấy là rất là tuyệt vời. Ok, di chuyển ha. Vào đây. Và mình thấy là độ chi tiết của game á thì nó vẫn còn hơi bị ăn thua, không nhiều chi tiết lắm. Ok, có thể là do demo là nó không bị ép. Bây giờ nó được cho ta ê bị đọc hướng rồi. À đây rồi, đó rồi. Quay cũng như là về một cái dàn gear của Sony là gồm tay cầm nè, PS4 nè và kính VR cũng như là cái camera. Thì bạn nào có muốn trải nghiệm về cái công nghệ VR tích động hết của Sony thì bạn hãy ghé thăm shop của Audio tại Tân Bình để mà trải nghiệm thử. Rồi, xin chào các bạn.